Chào mọi người trở lại với channel của mình. Mình là Ryan Lê. Và hôm nay mình trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là tiếp tục phần 6 chuỗi series Up Đồ Chạc Anh Hai Bay. Thì hôm nay mình sẽ làm về phần tẩy luyện trang bị và luyện hóa nha, cũng như là về phần up đồ chảnh đi, up bao tay chảnh nè. Thì trước khi vào video là phút quảng cáo của mình, là bên mình có bán thẻ zin để các bạn tự nạp sơ bay phần hàng lên tới chiết khấu 8%, và mình sẽ nhận trung gian đóng tin tất cả những sản phẩm của Vinzy, cũng như bán kim long on server và thu mua khí linh kim long. Và nếu anh em cần làm video về các vấn đề nào cũng như đúc khí ấy, thì các bạn cứ liên hệ mình nha, thì bên mình sẽ có một những cái giáo án đúc khí cho anh em. Nói chung này thì đúc khí thì hên xui thôi anh em, còn nhưng mà giáo án sẽ giúp anh em bình tĩnh hơn và tiết kiệm hơn nha anh em. Và nếu anh em cần bất kỳ vấn đề nào thì đừng quên liên hệ mình nha, và đừng quên like, subscribe kênh ủng hộ mình. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi về cái hạt con này bay đi. Đầu tiên về gánh tất cả chí mạng, xét thương chí mạng, bỏ né, quan ứng, phi phong. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi về cái nến đi. Event này mình sẽ mở sau nha. Bây giờ mình sub bao tay trước cho anh này. Vô này, rồi bây giờ bắt đầu mình tẩy những cái kia sang này. Cái kháng thủy này thu hồi không có, không có thu hồi. Giờ tẩy luyện những cái dòng này sang đi, y hệt như vậy này. Xong rồi mình cứ đè những cái dòng y hệt của ảnh đi, mình đè sang. Đẩy trước sang này, họ xin lực sang, đẩy để sang hết. Xong úp cam lên, của ảnh như gì thì mình úp như vậy thôi. Tương pháp ảnh không chơi kia thì không đợi. Đây, tiếp tục tẩy thôi, giám định để mình lấy thầy thủy để kiếm những cái dòng kiếp lên thôi. Sinh lực cơ bản chí mạng có rồi, bây giờ bỏ thôi, thu hồi. À, không biết định để lại cho anh em nhỉ, mặt mấy này khi mà giám định thì đâu dịch được đâu, không thể dịch rồi, bỏ thôi chứ giờ sao. Bỏ thôi, giám định tiếp. Chí mạng tím cũng đỡ, thể chất cam ngon, hai dòng em tím, anh tím qua. Mấy dòng hai dòng thì mình để lại cho, không biết cho mấy anh em top có không nhỉ. Thân pháp ngon luôn, có vẻ ngon đó anh em. Sắp có hết rồi này. Tu hồi. Giám định. Sinh lực cơ bản bỏ luôn. Nếu mà có bao tay nằm hai dòng thì mình để lại cho mọi người nha. Giám định thể chất có rồi, thu hồi. Giám định kháng thủy chí mạng bỏ luôn. Giám định chí mạng, có chí mạng luôn. Giờ chỉ cần hai dòng, nói chung cũng ngon chứ bộ. Nếu mà nói về mát thì cũng dễ anh em ha. Mát cam thì tốn chắc tầm 20 cái bao tay là mát cam rồi, đâu cần nhiều. Xui lắm thôi, nếu mà xui lắm thì không mát thôi. Chứ mà nếu mà tốn 20 cái bao tay theo ý muốn thì cũng ok đấy. Tu hồi tiếp. Chí mạng, bây giờ họ sinh lực dưới kia thôi. Không có nổi xui, đáng lẽ xui lắm mà 20 cái không ra thì xui lắm hơn đúng không? Né tránh này tính là cũng có thể nha. Mình là mình số mình xui hết trời. Vừa mới nói, làm gì xui vậy bạn ơi. Bạn đừng có hù tôi. Tôi chỉ còn có một dòng thôi. Là dòng họ sinh lực nửa giây này đây. Tính ra này bài chuẩn bị hơi bị ghê luôn á trời, anh chuẩn bị vừa đủ luôn ấy. Phải thì chứ, nghĩa là nhiêu đây đóng là chắc là vô đủ luôn ấy. Cái hồi sinh lực nó hơi khó nha, nãy giờ không thấy cái dòng nào luôn ấy. Hồi sinh lực nó dây màu tím này. Khó ra dòng cam hồi sinh lực chứ bộ anh em, giỡn hoài. Không có luôn, ghê thì chứ, khó đấy. Chứ không phải giỡn đâu nha. Sinh lực cơ bản, sinh lực cơ bản thì dành cho mấy phái tặng thôi, mấy phái mà đánh thì không cần đâu. Tẩy chức kháng tủy không cần luôn em. Họ sinh lực khó đấy, đang là xui thế nào không ra được họ sinh lực.
Đấy, chết bà, còn hai ba cái bao tay xui dữ vậy. Ừ, trời ơi, má sinh lực cơ bản nữa. Má mong là hai cái cuối ra đi, trời ơi. Ra, trời ơi, tím luôn, sinh lực cơ bản nữa. Sinh lực cơ bản nhiều quá. Hỏi sinh lực, hỏi sinh lực. Trời ơi, lại nữa, má ơi, gồng đủ luôn. Để thử, để coi trong tương khố của anh không. Số mình là bị xui cho anh chuẩn bị đồ dữ vậy trời. Thiệt luôn ơi, anh ai vai là phải nói là đồ ảnh thì anh chuẩn bị hơi bị ghê luôn em ơi. Trời ơi, anh chuẩn bị hết mấy cái đồ sẵn rồi. Bây giờ chỉ lên up thôi. Quá dữ. Quá tính trước luôn em. Đang nạp cho anh ai vai thêm 200 triệu nữa anh em. Anh nạp 200 triệu nữa để up cái acc này lên nữa. Nha. Thì mình huyền tinh ảnh, trời huyền tinh chính nhiều ta. À, quên nữa, up lên rồi mình quên nó tinh trú cái. Luyện hóa cái anh em. Quên luyện hóa cái đã. Luyện hóa này có cái bao tay rồi, bây giờ luyện hóa lên này, luyện hóa lên bộ trục lọc này có luôn rồi, bộ luyện hóa lên chứ. Ủa cái bao tay bên đâu rồi, à lộn, đây bao tay có luôn rồi, luyện hóa này anh em luyện hóa, giống như khi mà anh em không luyện hóa thì nó sẽ không kích hoạt cái bộ này được anh em, phải phải luyện hóa lên đây. Cái bộ này là bộ gì nhờ, cái bộ khi mà luyện hóa là bộ trục lọc hay bộ gì nhờ, đúng không? Bốn món ổ sinh huy mít bộ nào ta, bộ phú huy, bộ trục lọc đâu, bộ trục lọc. Ủa cái luyện hóa này luyện hóa gì ta, giờ mình coi cái phổ thôi. Cái phổ này luyện hóa phẩm chất bạch ngân a, luyện hóa để up đồ, up up được cao hơn anh em chứ không có gì nè. Luyện hóa coi, này luyện hóa để lên được cái bộ tiêu dao, mà tiêu dao hộ quyển. Ok, luyện hóa xong, luyện hóa xong thì qua bên phần khảm. Phần khảm thì nó cũng như vậy thôi anh em. Ủa, nó có gì nó sẽ nó vàng vàng là để đổi vô ta. Qua phần tinh trú đi, tinh trú thì úp tí xíu. Úp trời, tính ra mát luôn. Ủa không đủ bạc luôn. Trời. Vậy à, của anh ba tính ra phải đúc khí rồi anh em ơi. Đúc khí cho nó bớt hao bạc anh em ơi, chứ anh em nếu mà anh em mà những anh em mà chơi khí thì đâu có cần mà tốn bạc đâu. 140 hết rồi, mua thêm xíu nữa anh em, mua 49 cái nữa chắc không tới đâu, mua 40 nữa đủ rồi, không cần tốn nữa không. 39 này không đáng lẽ xui. Ê, mẹ, tốn thêm miếng nó trời. Phải rồi, không đủ kim bảo nữa, 158 nữa, thiệt đổi chảnh sang 10k đi. Thiệt đừng xui dữ thần luôn á. Thêm 10k nó chắc đủ, chắc không xui tới nổi. 10 cái là 10k rồi, đúng không? Không, cái này mới có 1k, như là 9k nữa. À, đây, 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 9, 9 cái nữa, đúng rồi. 9, 9 cái nữa rồi, đổi rồi này. Đúng xui luôn trời, khó thiệt chứ. Tinh trú, đang tinh trú ngon nè. Ô tay rồi, còn hai dòng nữa. Mua thêm 20 cái nó chắc đủ. 1 2 đủ, thấy chưa? Đỡ tốn, tính ra ngon, tinh trú dành hết luôn rồi. Bây giờ tiếp theo móp sẽ lên tiếp cái món tiếp theo chắc cái yên đai này. Cái yên đai xong tới phù dài ngọc bội. Nha anh em. Nói chung thì lên một món thì bạn thấy tốn biết bao nhiêu không? Một món cam tính xương xương lên lên này thì phải tốn chắc cũng phải mấy chục triệu ấy nha. Thì anh em tùy anh em thôi, nếu mà đua top thì phải chịu tốn thôi. Có phải luyện úp cho ảnh không ta? Phải luyện chắc mát rồi. Mát 30 hết rồi. Nói chung mát là đồ hết rồi. Bây giờ đấu cường là nhiều nhiều. À, ảnh bây giờ bên giáp ảnh lên 7 min chưa? 6 min 9 6 min 950 520k rồi. Quá kinh khủng. Set khí linh thì vẫn 18. Set này tấn công sau này chắc có thêm set phụ anh em, kinh mạch mua úp rồi. Bây giờ mốt mình sẽ làm trận pháp đi nha. Thì mình xin kết thúc video đây. Thì nếu anh em thấy video hay quá đừng quên like, subscribe kênh và đừng quên ủng hộ tại Zin này, bán kim long và cũng như các vụ khác mình nha. Chào mọi người, hẹn mọi người trong video kỳ sau. Chào mọi người.